Okay, giới thiệu nhanh về mẫu mạch Revert Eco có 4 tay mic pro ha, mẫu sử dụng hisa T3 dành cho lo 4 tắc đơn hoặc 3 tắc đôi ha. Đây thằng R ha, loại mới ha, mới hoàn toàn, hai hàng nút 10 nút ha. Revert Delay Eco ha, dạng lập trình mới ha, có chống hú ha, chỉnh khi chỉnh là thay đổi số nè, lập trình này ha, trình ha, có chống hú Bluetooth thôi, mới 6.0, có hai cổng có CI và optical, ok chưa. Rồi xuống phần thế này, men công suất này, nguồn sung luôn. Đây phần hai cái anten ha, anten tăng cường sóng. Rồi bên trong đây, bên trong ba mặt đây, đây phần công suất ha, hisa T3 kết hợp với nguồn luôn, nguồn sung luôn ha. Này phần nhà tầng R, và đặc biệt là có hai ngõ ra, hai ngõ ra mic, hai ngõ ra mic thì mình sẽ kết nối được với hai bộ micro, ý nghĩa là 4 tay micro ha. Đây mình đang lắp hai mặt thô và 4 tay micro độc lập nè, ok không? Độc lập. Rồi thử tiếng reverb thử sao ha. Đây thử hai bộ khác nhau thôi. Rồi đầu tiên thử cái bộ này trước nè, tiếng micro. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đó là còn eco ha. Giờ mình đóng eco luôn, đóng eco luôn, tắt đi vào không. Alo, 1 2 3 4 5 6. Ok ha, đây là mình đang test mic UHF. Rồi, chuyển qua một cái dạng mic tiếp theo là dạng mic đặc biệt, dạng mic mẫu mới. Những mic mẫu mới chống hú đây, mặt thu nè, mẫu mới chống hú nè ha. Thử nè. Alo, 1 2 3 4 5 6. Cái đó là thuộc điều ha. Để cô là. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok chưa? Tiếng ở cô đi vào ha. Alo, 1 2 3 4 5 6. Ok ha, tiếng thì ok rồi, vọt là tuyệt vời ha. Tuyệt vời ha. Rồi bây giờ nãy mình nói là Acer T3 test với sử dụng loa 4 tắc đơn hoặc 3 tắc đôi, mình đang test trên thằng 4 tắc đơn nè. Rồi thử nhanh về cái tiếng nhạc nè, đánh đi lật không ha, đánh đi lật không ha. Đây thử nhanh nè. Tô
tôi bước theo tiếng gọi của người chồng, thà thiết với tương lai. Tôi sáng sáng vô bờ, sáng người em nhỏ lên đường tàu chiến. Đây là ba mạch mẫu mới 2022 ha. Rì và các cô ICTB 3162 4 tắc đơ, 3 tắc đôi. Cực kỳ hấp dẫn luôn ha. Rất là đẹp ha. Rất là đẹp. Ok chưa? Kết thúc video tại đây.